Xin chào các khán giả đang theo dõi chương trình Alo Bác sĩ. Tôi tên là Tăng Khả Tú, là bác sĩ chuyên khoa da liễu. Đối với cái làn da đang bị mụn, đặc biệt là những cái làn da mà có mụn viêm, mụn bọc, thì cái việc sử dụng kem chống nắng cần được quan tâm nhiều hơn, bởi vì tình trạng mụn này sẽ gây ra tăng sắc tố sau viêm. Thì đối với lựa chọn kem chống nắng cho các làn da mụn thì nên lựa chọn các loại kem chống nắng mỏng nhẹ, không gây bít tắc. Bên cạnh đó thì cần chú ý đến những cái thành phần làm dịu da như là panthenol, chiết xuất cúc la mã hay là chiết xuất tràm trà. Đặc biệt là các bạn cần chú ý lựa chọn các kem chống nắng không có hương liệu, không có cồn để tránh gây kích ứng da. Trước khi mà mình sử dụng bất kỳ một cái mỹ phẩm nào lên trên mặt thì các bạn nên test ở một vùng nhỏ trên da, đặc biệt là cái vùng sau tai hoặc là vùng dưới cánh tay. Sau khi test trên da, nếu mà xuất hiện những cái kích ứng như là ban đỏ, nổi mụn nước thì cái sản phẩm đó là không phù hợp với làn da của mình. Còn nếu không xảy ra các hiện tượng như trên thì mình có thể sử dụng trên mặt ở một vùng nhỏ trước rồi sau đó mới sử dụng đến toàn mặt để tránh gây kích ứng cho toàn mặt. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.